Sẽ về thay quần áo đã để con gà đây. Tí nữa mình sẽ lên mình sẽ giả vờ lấy tiền mua lại con gà này với giá tầm 1 triệu gì đấy. À đâu? 2 triệu à? Đấy, 2 triệu thì xong sẽ quay lại một cái đoạn video là mình sẽ đi mua gà xong rồi về kiểu gì á, xong xem nó thấy gà của nó thì nó sẽ bảo là mình bắt trộm, nhưng mà mình sẽ lấy cái đoạn video đấy ra cho nó xem là mình đi mua lại con gà này, bắt nó phải chuột. Đó. Chuột. Wow. Mọi người thấy con dép 1000 này vẫn bốc lửa không? Đấy, bây giờ mình sẽ bỏ quần áo đi. Đấy, bỏ quần áo đi xong rồi lên kiểu như giả vờ là mình lượn lờ đấy, thấy con gà đẹp mua lại đấy để cho mau đệ nó tin đấy, còn không á không quay lại video á nó không tin đâu. Mặc bộ quần áo này nóng đất chôn nó phải bây giờ nó khôn lắm, chôn nó phải thật là cẩn thận nó mới tin. Không biết là mọi người dám cá, mọi người thử đoán thử xem, nếu mà giả dụ nó xuống đây thấy con gà nó ở dưới đây đấy, mà mình sẽ bắt nó chuộc, nó sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền chuộc con gà? Mình nghĩ là nó sẽ bỏ ra số tiền lớn đấy. Không biết mình sẽ dùng cái số tiền đấy làm gì nhỉ? Để kiếm được tiền. Đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lên để mua lại con gà mình lúc nãy mình gửi ở đấy nha mọi người nhé. Đấy, để quay lại, phải quay lại một đoạn video để tí cho nó xem, chứ không là nó không tin đâu. Đây, anh cameraman cầm quay lại nhá. Ở đây. À, bắt đầu. Em ơi. Vâng. Gà đâu đẹp thế? Gà của em á? Có bán không? Bán luôn. Bao tiền? 1 triệu. Mua luôn. Để vào đây em ạ. Ok, 1 triệu. Gà 1 triệu này, lúc nãy anh đi qua thấy mãi rồi định vào hỏi. Hôm nay em nuôi lâu lắm rồi đấy. À thế ạ, ok.
Đang là 1 triệu bán luôn cái lồng. Để lại lâu. Ok. Rồi, anh về nhá. Về nơi gà cẩn thận nhé. Ok. Bây giờ nha, cần làm gì mọi người biết không? Đợi. Kiểu gì nó tí nó thấy phát hiện mất gà nha, nó sẽ xuống đây và mình sẽ bảo là nó kiểu nó xem lại cam, hoặc là nó sẽ phát hiện mất gà là nó không phát hiện ra mình bắt đâu. Thế là xuống đây mình sẽ bảo ôi tao cũng vừa mua được một con gà đẹp lắm. Thế là nó ra nó xem, nó lại thấy đúng con gà của nó. Đấy, chị sẽ khá là hay đấy. Mọi người chờ xem kết quả nhé. Nhốt nó lại đã. Ai xem nào. Ai à, hôm nay hai con đỉnh thế nào mà cân hai quả nữa nhỉ? Trời ơi, nhặt ra. Đỉnh này đã. Thế nào? Không biết thằng nào nó làm tung không ấy. Nó vào nó ăn trộm.
Tượng gì? Tượng gà. Ui gì gà, nhà mày thiếu gì gà mà cái... Không, gà này. Chiến này. Chiến đầy mất một con là cái gì đâu? Không, tượng gà chiến chỉ. Tao vừa mua được một con, đẹp lắm. Anh có thích gà không? À, tao thề mày, sáng tao vừa mua một con gà chiến đẹp tuyệt vời. Hết thiệt. Thích tao bán lại cho đang củ. Ỉa vậy. Đấy. Tình dung thì bắt đặt chỉ trong củ. Đi ra, xem nào. Đi ra đây, nhanh. Nhưng mà tí anh phải đi bắt con tôm không em ấy. Hả? Ờ đấy, tao cho mày xem con gà chiến của tao. Siêu kinh điển luôn. Bây giờ lại năm củ lại hơi ít. Ít nhất phải 7 củ. Các con gà. Các con gà. Gà thịt. Đâu? Ấy, sụp. Ơ, gà của em. À, gà chiến của em. À, gà của em mà. Mày bị thần kinh à? Con gà của em bị mất thằng tôm không bắt mà. Ngộ không nào đấy. Thấy sang bắt quả làm họ nhé. Em bị mất con này mà. Mất con này con nào? Tao vừa mới mua lúc sáng đấy. Ừ, con này của em mà. Thôi ông ạ, thôi. Nè, tao vừa mua lúc sáng này nhá. Tiền. Con này lúc sáng em vừa bị mất chồng. Thôi, con lại ông để gà ông nhận vợ. Thấy gà đẹp là bắt đầu. Không phải. Ông gì giả gì? Con này là gà của em mà. Tao vừa mua lúc sáng đây này. Này. Trả đây này, tao cho mày xem cả đây này luôn này. Đây, tao vừa mới mua có video, máy mà tao quay lại video không được đấy. Đây, từ. Nhưng mà rõ ràng nó là của em. Rõ ràng cái gì đấy, tao mở video cho mày xem luôn đây nhá. Nó nào giống được? Gà nó giống nhau bình thường. Đấy. Gà đâu đẹp đấy. Thấy chưa? Tiền nhá, mua gà nhá. Đấy, thấy chưa? Nào, nhận gà của mình. Con này là của gà của em. Nhận gà của mình, ai biết được gì? Không phải, mày. Con này là con của em. Của mày mà con. Con mới đổ hôm nay bị cái thằng Trung Không bắt. Trung Ngộ Không nào, làm gì cứ Trung Ngộ Không nào. Không, cái mông. Chả, con của em. Không có đâu, bây giờ một là xẻ tiền, hai là lựa nhá. Bắt tiền. 7 củ. Con 500.000. 500.000 á? Không có đâu nội ạ. 500.000 được không? 500.000 gà thịt còn đã được hơn 500.000 rồi. Không, con này gà của em mà. Của mày, tên mày đâu? Tao còn có video bằng chứng tao đi mua về cơ. Biết được ạ? À, biết được, sao lại biết được? Định đặt vơ để video mạng ấy. Mạng mà lại có tao. Lại cầm tiền đút vào túi người ta. Nhưng mà anh trả cho em con này đi. Con này bố. Gà con mua đây bố ạ. Trả đây. Bây giờ một. Gà đây gà chiến của em à. Bây giờ một là xe tiền đây. 7 củ. 2 là lượn. Không. Anh không trả em, cứ ngồi đây. Ngồi đây, mày cứ ngồi đi. Tao phải bắt gà đi chỗ khác. Ê, không. À. Tao khóa, thảo kia tao khóa mắt lại sập. Không gặp em mà. Thì bây giờ nhá, tình hình là bây giờ mày bỏ ra được bao nhiêu tiền thì... 500. 500? Chẳng gì à? Tao mua ra mấy triệu rồi. 500. Mày không thấy lúc nãy tao cầm mấy triệu tao trả ông kia đấy à? Anh kia 1 triệu. 1 triệu trả là mấy, buôn bán phải có lãi. 1 triệu 1. Lúc nãy 7 triệu nhá, bây giờ nhá, chỗ anh em 5 triệu. Ỉa không ạ? Ỉa bao nhiêu cũng thế. Không, gà của em mà. Gà của mày. Thế thì anh lấy hộ em mày được. Hả? Anh lấy hộ em mà. Sao lại hộ? Gà tao mua về để tao bán thế tao... Anh bảo là anh của em không? Thì anh thì bắt gà hộ em. Thì ok, bắt. Tiền. Cảm ơn. Tiền. Tiền. Không có cảm ơn, nước bọt nó không ăn nước bọt nó không sống được qua mùa Covid. Đưa đây. Có tiền mà. 5 triệu mà không có, mày không phải đi đâu. Giảm giá đi. Giảm giá. Thế bây giờ mày muốn giảm giá như nào? 5 triệu mà bán 5 triệu. Thì buồn bán phải có lãi chứ. Em nuôi nó mấy năm trời. Người ta hỏi hơn 10 triệu nhá. À, hơn 10 triệu cả. Không phải. Thế bây giờ lại. Đấy là con bố nó. Con bố nó không cần. Con này người ta giả có 1 triệu thôi. Giả 1 triệu.
Không được. Thế vẫn phải 5 triệu. 5 triệu. Không, mình giảm nghiêm. Em bèo mình không có tiền đâu. Thì bây giờ... Dịch người lấy được tiền. Làm sao mà ta biết được gà của mày? Con này là... Em biết mà. Nếu mà gà của mày thật thì... Em chỉ được nhá. Ở vẻ của nó có một cái đại giáp. Đại giáp? Xem... Đưa ta chưa nhìn thấy. Nó có đại giáp mà. Mà chắc ta không cần biết đại với tiểu gì hết. Bây giờ là gà này là tao mua. Mà tao mua mất tiền. Mày con tao không cần quan tâm mày là vị Tôn Ngộ Không hay chư Bát Giới hay Đường Tăng bắt gà. Không, có nhất Tôn Ngộ Không rồi. Hả? Thế nên mình đi bắt người. Em mà bắt được trong em tội ngon là em gồm chết rồi luôn. Bắt tao biết đâu không ở đó. Sang Tây Thiên mà tìm nó. Chắc chắn nó quanh quẩn quanh làng thôi. Quanh làng? Kéo nó đi ăn trộm quanh làng. Tao không biết, tao mua ở trên kia tính nhất mày lên đấy. Người ta mua ở đâu? Lúc sáng tự nhiên em nghe. Tự nhiên mày cười nhà gió. Nó giật mình. Giật mình xong rồi. Đi sợ thì đánh răng kiểu mặt trong cha. Thấy mất gà rồi. Thì bây giờ nhá. Kịch cần là mày giả cái con gà này bao tiền? 1,5 triệu. 1,5 triệu á? Thì bây giờ nhá. Chỗ anh em. Từ 5 triệu xuống 2 triệu với một điều kiện nữa. Ok không? Ok. 2 triệu với một điều kiện. Điều kiện gì? 2 điều triệu. Điều kiện là anh 2 triệu không thêm mấy triệu thì chơi đẹp. 2 triệu bây giờ nhá. Sau này tao rượu bia nhiều lại bị dạ dày lại tái phát rồi. 5 triệu. Ôi không không không. Hả? 5 triệu. Anh khôn mới bị dạ dày. 5 triệu không, không giảm. Anh khôn, anh không bị nào. Đấy nhá, là chỉ gọi là kia thôi. Uống rượu nó hơi quá liều rồi. Đấy, bây giờ 2 triệu cộng thêm 1, 2, 3 5 lọ thuốc dạ dày nữa. Nhiều đấy. Thì tao uống, bố tao cũng bị. Vợ anh bị lại còn bố anh bị. Vợ tao cũng bị nữa. Chứ vợ anh cũng bị. Cả làng anh bị cả. Mày bị không? Có. Khỏi rồi. Thế cả làng cả bị cũng được. Tao chẳng cần biết. 2 triệu cộng thêm 5 lọ thuốc dạ dày. 1 là 2 triệu cộng thêm 5 lọ thuốc dạ dày nhá. 2 là lượt. Không có cái 3 nào. 3 3 là 5 triệu. Ok. Về đi. Về tiền á. Về lấy thuốc, về lấy tiền đi. Nhanh nhanh. Bây giờ... Nhớ không được bán cho ai đâu đấy. Chốt gì đấy. Anh mà bán ngoài làm chó. Ok. Cút đi. Ai, xe đấy. Của tao đấy nhá, xe mày đằng trước đấy. Xe bỏ xe đằng trước. Vừa có 2 triệu nhá. Xong lại vừa có thuốc uống. Ôi giời. Kèo này thơm, kèo này thơm. Tại sao con gà lại mất vào tay mất đại ca nhỉ? Tự nhiên lại mất cho mấy triệu mới cả thuốc. Mày khôn lắm nhỉ. Mà cũng ngu. Con gà được hơn 10 triệu mình không bán. Mà đời chục mình có 2 triệu. Ngu vãi trưởng. Xuống đâu phải mất tiền nhỉ? Được đấy. Nhà cháu có gì ngoài điều kiện thuốc à? Sao đâu hết nhỉ? Nó rằng hôm trước thấy rất nhiều thuốc sẽ dạy mà. Mình làm sẵn để đâu? Ui, ở đây. Vãi chuột. Thế nơi mà mình không biết. Quả nơi mà mang chúng đổi là mà đây cá ok ngay. Quả này mới trước thì thuốc không ạ. Nó phải mất tiền.
Đây là tiền của mẹ mình mà. Nặng thế. Mấy bạn mấy lộ của mấy con gà chắc là Malika ok. Chỗ này á, mấy lộ ra đã khỏi ra chạy của Malika rồi. Cái này mới đưa được nhiều. Mình à, mất là phải chuộc là 2 triệu rồi. Với cả mấy lộ dài dài. Bây giờ mình sẽ cho khoảng 10, 20 lộ. Cho khoảng 20 lộ luôn. Chắc chắn Malika đồng ý luôn. Tại vì cả nhà Malika bị dạ dày. Sao bệnh này nhiều người bị thế nhỉ? Ăn cho lắm cây rồi. À, nhà mình đại lý luôn. Quá nhiều luôn mọi người. Đây thuốc đây, mẹ mình làm thuốc nam mà. Mới cả làm các loại thuốc ấy. Mọi người mà bị bệnh gì thì gọi cho mẹ mình qua số điện thoại là 0978 297 312 nhé mọi người nhá. Trời ơi. Ai mới lọ thôi. Ông mẹ mình được chửi chết đấy. Quả này giữa cả chiến về hơn chục củ đấy. Ok. Cả nhà anh bị phải không? Hả? Thì em mang đống thuốc này cho mẹ phải chục triệu ấy. Nhưng mà của mẹ em chỉ hóa giá cho Thành Hòa 2 triệu với cả 5 lọ thuốc. Một lọ là 400.000 đấy. 400.000? Chẳng ghê ạ. Dùng 3 lọ đây là khỏi dạ dày rồi. 3 lọ là khỏi thì cũng chỉ là 3 lọ, 3 lọ, 7 lọ là ơ được. Nhưng mà còn được cái gì ơ. Được. Được, 2 triệu. Hả? Anh khôn đấy. Khôn gì tao bảo? Em đang bảo, nhà anh là cả một nhà đi. Thì em mang một đống này đi. 2 triệu cho anh hóa giá thành 5 cái này thôi. Xong anh nhãi cho em 10 mấy lọ nữa cơ, 15 lọ cơ. Em không có tiền. Tao không cần biết, tao không cần tiền. Em không có tiền nhưng mà cái thuốc này em đổi đi. Anh tự nhiên anh lãi em 15 lọ phải không? Mày làm lọ là sao? 5 lọ 400.000 một lọ. Lúc này tao bảo là mày tao lấy mấy lọ nhỉ? 5 lọ với cả 2 triệu. 5 lọ với 2 triệu Thế tự nhiên anh lại 10 lọ. Thế mà tao thấy có gì đấy sai với mày mà. Mày khôn như thế, mày khôn như thế mà mày bán. Em còn đang suy nghĩ anh. Đang nghi ngờ anh ấy. Nghi ngờ cái gì? Anh là thằng thô không không? Mày điên nhỉ? Tao là Phật tổ nhé, tôi không gì Phật tổ. Tôi cũng không thánh đâu hết. Thánh quả đấy, thánh quả đấy. Đừng có xưng là Phật tổ nhé. Thế thì tao là Ngưu Ma Vương. Không, không, Ngưu Ma Vương là có xưng. Đấy là Ngưu Ma Vương có xưng đấy. Không, tao là tao và chẳng là ai cả. Mà tự nhiên tao là cái gì? Đấy. Em thấy tu không giống anh lắm ấy. Tại vì anh chưa ăn trong lòng của em nhá. Nhưng mà tao mà không nhìn lên tôi cũng không. Sao mà à? Sao mà chồng khỉ đấy mà vào mà chó nhìn cũng cắn nhỉ? Chó nó cắn khỉ, nó nhìn thấy khỉ chắc nó chạy bố rồi. Có khỉ có thể xin lại cánh chó nó cắn chứ. Ừ. Chả thế. Cái cứt hay là này. Cái ông ta mua, cái anh ta mua đấy sửa xe đấy. Ơ, dáng chuẩn đúng không? Thế mà em cũng nghĩ ra nhỉ? Ờ, đấy. Khơi. Bây giờ nhá. Ngư nghiện. Bây giờ, tao bảo, mình cầm gà lên đấy. Hỏi xem. Thổi nó đấm em chết. Thổi đấm, tự mình đấm. Em đi lên những phương khấu này mà vả em gãy chẳng. Đấy đâu, đấy nhá, bây giờ chỗ anh em nhá. Tao gọi là cố gắng để nhận
chỗ này không là tao lấy thêm 2 triệu đấy nhá. Đấy, lấy chỗ này. Nếu mà gà mà mất gì đấy, hôm sau tao dẫn đi tìm cho tao biết mấy chỗ còn mấy cái chỗ nào. Này, nếu anh bị tổng phạm cái gì? Anh là người nhân đồ của người ăn cắp không? Tao đi, tao đi mua lại. Thì sao anh biết nhiều chỗ ăn cắp đấy? Ấy, tao biết nhiều chỗ bán, nhiều chỗ ăn cắp đâu. Tao nghi ngờ. Em cẩn thận, em dịch cái này. Dịch cái cứt, đi ra bắt gà đi. Cái gà này em hả? Ừ, được. Okay. Anh chỗ anh em tao đi. À thôi, nói chung là chỗ anh em thế nên là mình lấy thuốc thôi, còn 2 cục. Hôm sau bắt tiếp. Hôm sau bắt tiếp bắt nó chuộc tiền cơ. Mọi người cứ chờ đón nhé. Kiểu gì mình sẽ bắt còn mấy con nữa. Tại vì chuồng gà nhà nó, bây giờ mình biết chỗ trèo vào rồi, nó có khóa cũng không khóa được.